Ronaldo tri ân Carrick, gửi lời chào tới Rennes. Trên Instagram cá nhân, Cristiano Ronaldo đã gửi những lời tri ân đến Michael Carrick, đồng thời chúc mừng tân huấn luyện viên tạm quyền RAP Rennes. Carrick đã đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền của MU sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Trong 3 trận cầm quân, Carrick đã có thành tích ấn tượng với 2 chiến thắng trước Villarreal và Arsenal cùng trận hòa 1-1 trên sân của Chelsea. Sau khi Carrick tuyên bố rời MU, Ronaldo đã cảm ơn ông vì là một huấn luyện viên tuyệt vời nhưng khẳng định đã đến lúc chào đón RAP Rennes, người sẽ tiếp quản đội bóng ở cuộc đụng độ của với Crystal Palace vào Chủ nhật. Lời tri ân trên Instagram của Ronaldo dành cho Carrick có đoạn: Michael Carrick là một cầu thủ đẳng cấp và anh ấy cũng có thể trở thành một huấn luyện viên tuyệt vời. Không có gì là không thể đối với người đàn ông này. Cá nhân tôi tự hào vì đã được thi đấu cùng với anh ấy cũng như sát cánh với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền. Nhưng bây giờ là lúc chào mừng Mr. RAP Rennes đến với đội bóng. Hãy bắt đầu thôi. Trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền của Man United, Rennes cho biết ông rất ấn tượng với Ronaldo. Bạn luôn phải thích nghi với những cầu thủ sẵn có, chứ không phải ngược lại. Cristiano là một cầu thủ hàng đầu với phong độ đáng kinh ngạc. Ở độ tuổi của cậu ấy, tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào có thể lực tốt như vậy. Cậu ấy có thể dễ dàng tạo ra sự khác biệt. Man United đang thi đấu ở giải đấu cạnh tranh nhất thế giới. Chính vì thế, tất cả các cầu thủ khác cũng phải nỗ lực như Ronaldo. Rennes cũng khẳng định ông rất hài lòng với đội hình hiện tại của Man United sau khi được hỏi về khả năng chuyển nhượng vào tháng 1. Chúng tôi chưa nói về những cầu thủ mới. Bây giờ là lúc để tìm hiểu chi tiết về đội hình hiện tại. MU đang có đủ cầu thủ cần thiết. Có lẽ sau Giáng sinh sẽ là thời điểm để nói về các vụ chuyển nhượng. Theo kinh nghiệm của tôi, mùa đông không phải là thời điểm cho những vụ chuyển nhượng bền vững.